Sao huynh lại ở đây? Ta đợi muội. Điều nên nói ta đã nói rồi. Huynh về đi. Muội đi đâu? Ta sẽ đi đó. Cô ấy nói rõ ràng rồi. Huynh hãy tôn trọng lựa chọn của cô ấy đi. Muội muốn chọn thế nào cũng được. Đó là quyết định của muội. Nhưng ta cũng sẽ không thay đổi lựa chọn của mình. Ta sẽ không từ bỏ muội. Vậy huynh thử xem. Ở Minh Châu không chỉ có ca múa, đồ ăn cũng rất nhiều. Vậy sao? Đúng vậy. Đến lúc đó huynh đưa ta đi xem thử đi. Được. Ta rất rành về Minh Châu. Hay là ta kể cho muội nghe. Không hứng thú. Ăn cá đi, bổ sung dinh dưỡng. Ăn thịt đi, giảm mệt mỏi. Ăn rau xanh đi, sẽ không ngán. Ăn đậu hũ đi, đẹp cho da. Muốn ăn thịt gà đi, có thể dậy sớm. Ăn sen đi, cho thơm miệng. Ta đi đây, hai người tiếp tục đi. Ta thắng rồi. Sau đó, tình yêu vững chắc của họ đã làm cảm động hỷ thước. Những con hỷ thước lần lượt bay đến thiên hà, dựng thành một cây cầu bảy màu. Thế là ngưu lang chức nữ đã có thể gặp nhau. Chức nữ khéo tay như vậy, tại sao cô ấy không thêm một tấm vải để vượt qua thiên hà? Như vậy cô ấy có thể cùng ngưu lang bên nhau mỗi ngày. Bởi vì họ không thông minh như muội. Bởi vì họ không nhảm như muội. Cố Ngôn Tịch, huynh nhảm thì có, giả thần giả quỷ làm gì? Không được nói bừa. Ở nơi rừng núi Quan Du, nói không chừng có vài con đầu trâu mặt ngựa thật đấy. Mùi hét như vậy, lỡ chúng xuất hiện thì sao? Cố Ngôn Tịch, huynh đừng qua đây. Huynh bị điên phải không? Phim được thuyết minh bởi Aramad Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Đệ có gì muốn nói với ta không? Nếu đệ muốn ta rời khỏi, vậy thì đừng nói. Ta thấy huynh không giống trước đây nữa. Vậy sao? Đại ca. Sao? Trước đây có vui buồn giận hờn gì, huynh đều giấu trong lòng. Hành vi lời nói đều có nề nếp quy củ. Ta chưa từng thấy huynh chơi đùa vui vẻ giống hai hôm nay bao giờ. Sau khi cô ấy rời khỏi, ta chỉ có thể hết lần này tới lần khác đến những nơi mà bọn ta đã đi qua, làm những việc mà bọn ta từng làm. Giống như cô ấy còn bên cạnh ta vậy. Đến khi gặp lại cô ấy, ta mới phát hiện niềm vui mà mấy năm nay ta mất đi đã tìm lại được.
ở nơi rừng núi Quang Du, nếu không chừng có vài con đầu trâu mặt ngựa thật đấy. Tô Tiểu Giản, ngươi đừng tự mình dọa mình, trên đời này làm gì có ma. Tiểu Giản, bộ không sao chứ? Đừng qua đây, để không được nhìn. Tô Trung, Lưu Lưng, Tử Khiêm, Quỳnh đến rồi. Đi đường mệt rồi phải không? Mau dần nghỉ ngơi đi, chuẩn bị phòng cho hai người rồi. Được, giúp chạy cho các Quỳnh rồi. Khách sáo gì chứ? Đệ muội đã lâu không gặp. Từ khi nào muội ấy thành đệ muội của các người? Muội ấy là đại tẩu của Tử Khiêm. Quỳnh đến lung tung gì vậy? Vị này là đại ca ta, Cố Ngôn Tịch. Nghe danh đã lâu. Tiểu Giản, tay ta đau, muội dựa tay vào trong đi. Tay Quỳnh đau chứ chân đâu có đau. Quỳnh không biết tự đi à? Nhớ năm đó ta cũng là ngọc thụ lâm phong, tay chân bình thường. Nếu không gì, được, ta dìu Quỳnh vào trong. Này đại ca, ta dìu Quỳnh. Này đau, không sao không sao. Tiểu Giản, đau. Nào nào, ngồi đi. Hai người lén lút làm gì thế? Nào ngồi đi. Nói mau, khi nãy rốt cuộc là thế nào? Tô Tiểu Giản, rốt cuộc là đệ muội hay là đại tẩu của huynh? Phải phải, mà nói thật đi. Chuyện là thế này. Cho nên huynh để hắn đi theo vậy à? Ừ, cho nên hắn đi theo hai người cả chặng đường ư? Đúng vậy. Nếu không ta còn làm được gì? Huynh đệ là để nhờ giả trong lúc này. Ừ, huynh yên tâm. Trước khi thi đấu, bọn ta nhất định để cho huynh và đệ muội có thế giới hai người ngọt ngào vui vẻ. Không ngờ giả bộ bị thương cũng mệt thiệt. Ai vậy? Là ta. Đến ngay. Sao lại là các người? Chuyện là thế này. Họ nghe nói tay huynh bị thương, cố tình mời đại phu trị khớp giỏi nhất đến chỗ cho huynh. Mấy hôm nữa Nguyên Hạc đến thăm ta, hắn sẽ đưa ta đi khám đại phu. Này này, Cố thiếu gia, bọn ta biết cơ thể ngài quý giá, đại phu bình thường không xứng. Phải, ngài yên tâm. Những người đá túc cầu như bọn ta, trật gân đau khớp như là cơm bữa, cho nên đại phu bọn ta mời đến tuyệt đối đáng tin. Nhưng đại ca, mọi người đều có ý tốt, huynh đừng từ chối chứ. Hay là bệnh của huynh đã khỏi rồi? Sao thấy được? Vậy thử xem sao. Được được, đi thôi đi thôi. Vào đi vào đi. Bên này bên này. Sao miếng vải này dày thế nhỉ? Đâu có nhìn ra bị thương đâu chứ. Bị thương nặng lắm sao? Ta đã làm thú y 20 năm, làm đại phu 10 năm, chưa từng gặp trường hợp này. Ta nhớ sáng nay có hẹn người ta bằng chuyện làm ăn. Hay là hẹn hôm khác vậy? Chuyện quan trọng thế nào cũng không quan trọng bằng sức khỏe, có đúng không? Đại ca, châm pháp của đại phu đây rất nhanh, không đau chút nào. Chắc là sẽ hơi đau thôi. Ta đường đường là nam tử hán, sao lại sợ đau chứ? Vậy sao? Tất nhiên rồi. Làm đi. Xong chưa? Công tử đừng vội, mắt ta không tốt lắm. Ngài cứ động đậy như vậy, đâm nhầm thì không hay đâu. Đừng thấy cánh tay nhỏ như vậy, nguyệt vị trên đây nhiều lắm. Có nguyệt câm, nguyệt tiệt tử tuyệt tôn, nguyệt bách bộ tiếu tử, nhiều lắm.
Nào, khi nãy Huỳnh cố ý phải không? Nếu Huỳnh ấy bị thương thật thì nên chữa trị sớm. Nếu không có cũng có thể đã thông gân cốt. Ta nhớ muội từng nói, lần đầu đại ca gặp muội từng lấy kim ra dọa muội. Từ khi nào Huỳnh trở nên ác độc nhẫn tâm, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ? Nhưng mà nếu muội đã phát hiện, sao lại còn Huỳnh ấy đi theo cả chặng, gây rối cả chặng? Ta chỉ nghĩ nếu Huỳnh ấy chịu không nổi nữa, có thể sẽ quay về. Xem ra muội vẫn rất quan tâm Huỳnh ấy. Ta chỉ là muốn mau chóng quên đi người và chuyện ở quá khứ mà thôi. Không sao, đừng nghĩ nhiều. Đi, ta đưa muội đến một nơi. Chúng ta làm gì thế? Ta xem như giúp đỡ cho muội rồi. Đá một trận túc cầu với ta đi. Nhưng ta không biết. Ta dạy muội. Nào, muội xem cái bóng này nhé. Như người mình không muốn gặp nhất, hoặc một việc không muốn trải qua. Sau đó đá ra. Đá túc cầu, đừng co chân, phải mượn sức ở phần hông nâng đỡ, dùng mu bàn chân để đá bóng. Không đúng nhé, đá vậy là sai. Hay, hôm nay muội giành được bóng của ta, xem như muội thắng. Được thôi, đến đây. Này, sao muội dùng tay? Ra mồ hôi, cảm giác dễ chịu thật. Tâm trạng đỡ hơn chưa? Sao vậy? Hình như ta đột nhiên phát hiện chúng ta đã đi một quãng đường rất dài. Trước đây vui vẻ cũng được, đau lòng cũng được, Huỳnh luôn lập tức xuất hiện bên cạnh ta. Trước đây ta luôn ở phía sau muội, nhưng ngày tháng sau này ta muốn nắm tay muội đi hết quãng đường còn lại. Tử Khiêm, đa tạ huynh. Chỉ lo nói mà không luyện, ngày tháng còn dài mà.